Xin chào các bạn, hôm nay Khải sẽ hướng dẫn cài đặt cái bộ điều khiển nhiệt độ. Cái mã này thì nó có 3 input, input 1, input 2. Input 1 là analog, input 2 là dạng relay, input 3 là dạng SSR. Lúc trước thì Khải có hướng dẫn về cái bộ tương tự nhưng mà nó dạng căn bản hay là bộ gọi là kinh tế. Bây giờ thì nó có input analog, thì cái này nó có 3 input thì nó cũng tương tự thôi. Thì Khải đang kết nối theo cái cảm biến BT100. Thì cảm biến ở đây. Bây giờ theo cái cài đặt á, cái khách hàng cần cài đặt thứ nhất là cái nhiệt độ thì họ muốn cái giới hạn cái nhiệt độ maximum. Ví dụ như là Khải giới thiệu như là 320 độ thì mình vô đầu tiên bấm vô cái này, nó sẽ hỏi cái code, cái password ha. Thì đối với cái dòng này thì password nó là 69. Rồi, mình vô cái thằng SB ha, trong này nó có hướng dẫn này. Nè, SB nè. Cho cái SB. Rồi, SB2. Mình chọn cái dòng cao nhất này. Ví dụ như là mình 320 độ. Đó là giới hạn cao nhất, mình cho phép là 320 độ thôi. Sau đó Enter. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ cài cái dòng cái cảm biến input là chọn cảm biến. Thì bây giờ là hiện tại bây giờ Khải đang kết nối BT100 nên thành Khải đang cài đặt BT100 đây. Còn nếu anh muốn thay đổi cảm biến khác, ví dụ cảm biến K, thì mình bấm phím này, sau khi mình chữ này nó nhấp nháy lên thì mình chuyển xuống này, cảm biến đây này, dòng E, dòng K đây. Thì sau khi mình bấm thì bấm Enter thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ Khải đang kết nối BT100 nên thành Khải sẽ chọn BT100. Rồi. Đó là phần kết nối cái cảm biến input ha. Rồi nếu mà cái bên input này mình muốn cài thì thường thường nó có hai cái dàn là cái nhiệt độ C và nhiệt độ F. Muốn cài cái nhiệt độ C và nhiệt độ F thì vô đây. Thấy cái chữ này hiện lên thì cái đây đang cài nhiệt độ C đây. Thì kiếm được nhiệt độ C thì nó mặc định của nhà máy rồi thì không cần cài. Nếu mà mình có thay đổi nhiệt độ F thì mình cài, còn không thì thôi. Thì bây giờ mình cài theo cái dòng output thì nó có output hồi nãy nó lúc đầu mình giới thiệu output 1, 2, 3. Thì cái 1 là analog, 2 là cái relay. Thì bây giờ giả sử như mình muốn cài cái output relay thì mình bấm cái dòng OB thì mình vô cái mục OB2 mình chọn cái dòng cái COB ha. Chọn cái đèn số COB cho cái OB2 này. Rồi xong đó mình bấm Enter nó. Rồi, thì cái đối với một vài cái tính năng á, thì nó sẽ khó cái tính năng hiện tại giờ mình đã cài xong những cái input, cái output xong rồi, cái nhiệt độ xong rồi, nhiệt độ SB xong rồi. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là khi nào mình tắt á, thì nó đang để chế độ gọi là auto. Nó đang mặc định là cái auto khi nào mà mất nguồn á thì nó auto, thì mình sẽ tắt tính năng đi để nó khỏi báo lỗi cho cái trường hợp mà mình cài nó bị hỏng. Tôi để chút xíu này mình thử đi, nó có tính năng báo lỗi rồi mình sẽ xóa tính năng đó. Còn không thì mình vào cái thằng này, khi nào nó báo lỗi fault 1 á thì mình sẽ tắt tính năng auto đi. Tắt tính năng auto nó đi rồi mình vô cái mục rep đây. Auto này, mình đang off này. Mình đang off này. Cái mặc định nó là cái số 2 ha. Mình đang off nó. Thì nó tắt tính năng báo lỗi là fault 1. Rồi. Bây giờ mình tính năng mình khó cái bàn phím. Khó cái bàn phím thì thường thường á là nó có cái password. Mình muốn tắt password đi hoặc mình mở là mình vô cái phím này đây, BWD này ha. Mình đang để end là mình tắt đó, còn không thì mình mở thì mình chỉ tắt thì mình mở đây, chỉ DIG đây mình tắt này. Mình đã cho khi mình tắt password rồi thì mình nhắn nó vô bình thường này không. Lúc nãy thì mình nhắn nó đòi hỏi password, thì bây giờ mình tắt cái tính năng đó rồi thì nó sẽ vô trực tiếp luôn.
thì theo yêu cầu của cái khách hàng mà mình sử dụng cài thử á, thì mình khóa cái tính năng đó đi, tức là mình bắt tất cả các khách hàng vô phải đòi hỏi password, thì mình bấm chữ này tên đó. À, thấy chưa? Nó bấm là nó sẽ hỏi những cái vấn đề đó. Bây giờ mình vô cái mục, mình vô lại 69. Ok. Ok thì mình chọn cái thằng này. Rồi, nhớ vô cái key ha, chọn cái này. Cái đây thì mặc định nó là NOFC. Đây là mặc định nó là NOFC đây. Thì mình đổi sang CH CHSB Enter xong. Rồi. Sau khi giải thì mình đã cài được rồi. Tất cả khóa phím, nhiệt độ. Bây giờ mình muốn thay đổi cái nhiệt độ OB2 đây. Hiện tại giờ là 280 độ và nhiệt độ thực tế nó là 30 độ ở ngoài cái cảm biến mà nó đo được. Bây giờ mình sẽ hạ cái dòng OB1 này xuống. Bây giờ mình